và làm theo. Rồi hôm nay mình sẽ làm tiếp cái phần lắp 5. Bài 5 lắp 5 nè. Cô sẽ gắn cái phần lắp 5 này vào ở trong assignment luôn ha các bạn. Đây. Mình sẽ làm cái bài cái draw navigation là cái lắp 5 bài 1. Bài 2 mình sẽ làm bottom navigation. Ok. Đấy. Thì để làm draw navigation này thì các bạn tạo đầu tiên là các bạn tạo một cái layout ở trong activity nhá. Cái layout bự ơi là bự này nè. Thì các bạn chia một phần là để cái phần tab layout, một cái phần tab một cái toolbar là action bar. Bây giờ các bạn bỏ đi, các bạn để toolbar một phần, các bạn để cái nội dung, để fragment, và một phần nếu bạn nào làm bottom navigation thì bỏ bottom navigation vào luôn. Vậy là cô sẽ tạo new vào cái main activity này các bạn. Vào cái main. Đấy, cái layout của main bây giờ cô sẽ sửa lại nha các bạn. Layout của main nè. Cô sẽ đổi cái bao ngoài cùng sẽ là draw navigation. Cái bao ngoài cùng này các bạn nè. Cái bao ngoài cùng của nó sẽ là draw navigation. À, draw layout, được chưa? Ok. Đấy. Đấy, draw layout. Trong cái draw layout này cô sẽ chia thành 3 phần. Phần ở trên cùng, phần ở giữa và phần ở dưới. Để hai cái phần ở trên và ở dưới nó sát cái mép, nó không bị nhảy. Thực ra để test cái layout có bị nhảy không, các bạn có một cái là cái layout validation này nè. Bị nhảy là không, là biết liền ha. À đây, có cái layout thì nó sẽ bị nhảy, có layout không bị nhảy. Các bạn test các cái kích thước này bị nhảy không là các bạn biết. Các bạn có một cái là layout validation, bắt lỗi cái layout, bắt lỗi cái giao diện. Thì cái này bản Android 4.1 nó mới có nha. Yeah. Ok chưa? Thì để cái giao diện nó ổn định á thì cô sẽ dùng ở đây là dùng cái relative layout nha các bạn. Cô dùng cái relative layout. Hoặc là constraint layout nhá. Đấy. Nó sẽ là ông kiếm ngồn quá. Chiều rộng là match parent, chiều cao cũng là match parent luôn. Được chưa? Rồi. À cái chỗ này các bạn lưu ý nè. Cái row layout này các bạn đặt cho cái ID ha. ID. Tại vì mình sẽ phải gọi nó mà. Row layout. Đặt cho một cái ID để mình gọi. Rồi trong relative layout thì ở trên các bạn lưu ý cho cô nè. Trên cái này các bạn để cái tab layout. À quên, toolbar, sorry. Toàn bị nhầm thôi, toolbar. Toolbar này các bạn để chiều ngang các bạn để là match parent. Chiều cao các bạn để kích thước của một cái toolbar. Nhưng trước mắt thì cô để 48 dp cái đã. Ok. Đóng cái toolbar này lại. Thì ngoài ra các bạn thêm có cho cô cái ID và toolbar cho cô. ID, toolbar. Ok. Thêm cô cái ID nhá. Đó, thêm cô một cái ID. Ok, là cái toolbar này nè. Rồi, để thêm thuộc tính cho toolbar, các bạn có thể thêm cho cô một số thuộc tính như sau. Cái toolbar của cô đâu ạ? Đây, toolbar. À, đấy, có thể thêm background nè. À, tùy ha, chọn màu gì cũng được. Đó, có thể thêm là đây là fit system window, là nó fit vào system. Title không có nhá. Đấy, có thể để là fit system, fit system window là true. Đấy. Rồi các bạn đặt, có thể đặt background cho nó. Đặt background cho toolbar nhá, tùy ha. Thường khi các bạn thiết kế thì toolbar này nó có cái background chung với background mà cái màu chủ đạo các bạn ấy. Rồi tiếp.
Các bạn sẽ có một cái phần đó là frame layout. Frame layout. Chiều cao các bạn đặt là ở chiều ngang là match parent. Chiều cao các bạn cũng đặt cho cô match parent luôn. Được chưa? Đây. Nhớ đặt ID. À, là gì đấy ạ? Frame container. Rồi. Và một cái cuối cùng các bạn để cho cô là cái bottom navigation. Đây. Bottom navigation, cái trên. Bottom navigation view. Đấy, cái này các bạn làm sao nhá. Cái này chiều ngang là match parent. Chiều cao các bạn tạm thời để 48 dp cho cô sạc. Và đương nhiên cái này cũng phải đặt ID nhé các bạn. Bottom navigation. Ok chưa? Và ba cái này đang thiếu cái gì các bạn? Nó đang dồn lên trên, nó chưa được neo lại nè. Nó chưa đến neo nè. Rồi tôi neo nè, neo cái này lên trên cùng. Neo cái này lên trên cùng thì cô neo là neo top và neo neo bên start đúng không? Neo là gì đấy ạ? Parent, align, parent, top, to. Đấy, và align, parent, start, to. Đó, neo hai anh này lại. Rồi, anh này container thì các bạn neo phía dưới. Đặt phía dưới anh này. Thì các bạn đặt cho cô là below. Below anh nào? Below cái anh ID là toolbar. Đấy, nó sẽ đẩy xuống này các bạn. Thấy chưa? Nó đẩy xuống dưới toolbar. Rồi nó nằm trên anh nào? Nó nằm trên bottom navigation. Nhưng mà navigation neo nó lại đã. Cái anh này đang ở tút ở trên, tôi neo nó xuống dưới. Thì tôi neo là align parent bottom to. Nó đẩy xuống dưới thế không ạ? Đấy. Và neo nó một cái bên trái bên phải. Align parent start to. Đấy, nó neo hai cái là chuẩn này. Rồi con cái ở giữa nó đang bị đè lên cái dưới, cô đẩy nó lên trên là above. Above. Đẩy lên trên là ID bottom navigation. Thấy không ạ? Nó đẩy nè. Ok, chuẩn chưa ạ? Chuẩn chưa? Nó giữa hai cái hai trên. Đấy, muốn neo một cái ở trái nữa cũng được. Hai thoải mái. Các bạn neo cho vững cũng được. Đấy là frame layout ha. Muốn neo bên trái nữa thì các bạn lại align parent start to cái nữa là nó neo góc này nữa. Được chưa? Đấy. Neo đủ 3 góc, thích 4 góc cũng được. Ok. Vậy là cô được một cái layout vững nhá. Đấy, cô được một cái layout này. Layout này thì cô neo trên, neo start, neo trái. Cái layout này cô neo dưới, neo trên, xong neo bên trái, còn cái này là neo bottom vào bên trái, đúng không ạ? Neo nó lại. Ok. Rồi. Là các bạn được một phần là gì đấy ạ? Phần layout ở giữa. Giao diện các bạn được một cái phần layout ở giữa. Đây. Giao diện là các bạn được một phần layout ở giữa này nè. Rồi còn một phần để hiển thị ánh này nữa chưa có nè các bạn. Đây, cái phần hiển thị ánh này chưa có. Phần hiển thị ánh này thì các bạn để ở đây. Để ở dưới hẳn cái này. Ngoài cái relative layout này, các bạn để cô là navigation view. Navigation view cái trên cùng. Ok. Chiều ngang là wrap content. Chiều cao là các bạn để match parent. Ok. Đấy. Rồi anh này đương nhiên cũng phải đặt ID cho nó để gọi. À, navigation view. Navigation view. Đặt cái ID cho nó. Rồi đặt một số thứ nữa, tí nữa mình sẽ thêm vào. Nhá.
Đấy, mình được cái layout này. Đây. Có một số thứ nữa cô sẽ tí sẽ thêm vào cái này. Được chưa? Ok. Ở mình nếu không các bạn thêm vào luôn cũng được. Là một số cái thuộc tính. Một là nó phải chứa một cái menu. Đúng không? Đây anh này nè, chứa cái gì? Nhìn nhá. Navigation view nè. Đây, nó phải chứa một cái menu. Hai là nó nữa chứa cái header. Rồi các bạn thêm là gravity start. À, đừng để padding để không nhá. Đấy. Gravity start. Gravity để start nhá. Đó. Rồi padding để không. Đừng để padding nhá, để không DP. Rồi, các bạn có một cái header, một cái layout header và một cái menu. Bây giờ mình tạo hai cái này. Hai cái này các bạn chưa có. Đúng không ạ? Bây giờ mình tạo. Thì cô tạo cái menu. Được chưa? Rồi, để tạo cái menu thì các bạn nhìn bên này nó chưa có thư mục menu, các bạn click chuột phải, red, new một cái xem một cái Android resource directory. Và các bạn đừng gõ, các bạn chọn phía dưới cái chọn lựa chọn thứ hai, option thứ hai, các bạn chọn vào đây, các bạn chọn cho có cái menu. Nhấn ok là xong. Được chưa? Sau đấy từ cái menu các bạn click chuột phải, các bạn new cái menu resource file. Các bạn chọn là menu ship gạch draw. Đó, ok. Trong menu này các bạn code đi ha. Nó nhanh lắm, code có mấy cái à. Nó có một cái icon nữa, nhưng mà icon các bạn thêm sau. Nó có một chỗ các bạn để icon nữa, các bạn thêm sau, không sao cả nhé. Rồi. Item. Cái quan trọng nhất phải có là cái title. À, các bạn đặt nó là cái gì nhỉ? Cái gì các bạn? Trang chủ. Rồi. Nhớ phải có ID, không thể không có ID tại vì phải gọi nó. Menu home. Xẹt đóng. Copy lại. Mình có hai cái. Cái thứ hai của mình là dấu trang hả? Dấu trang hả? Yeah. Cô để là sản phẩm nhá. Ở đây chưa thấy có sản phẩm này các bạn, cô đặt sản phẩm nhá, tại vì mình đang học sản phẩm mà. Sản phẩm. Cô để là menu product. Ok. Được chưa? Rồi ở dưới có một cái group menu. Đây. Cái khác nè. Các bạn để là group. Đúng không? Rồi. Checkable. Rồi coi group là cái gì để checkable. Để cái gì ạ? Checkable behavior single. Rồi. Cái này để là item là để Android, title là khác. Title là khác. Rồi trong cái item này các bạn để cho có một cái menu mới. Trong menu này lại có các cái item khác. Rồi xong. Tức là trong cái menu chứa một cái menu khác. Đây. Ok. Rồi cô bối này lại. Copy vào đây. Cái này là các bạn muốn làm gì cũng được. Dấu trang. Rồi. Bookmark đúng không? Rồi cái này là cài đặt. Logout đúng không? À, cài đặt là để setting đúng không? Rồi đăng xuất đúng không ạ? Đăng xuất. ID là menu logout. Xong rồi đấy ạ.
Các bạn coi thử cái setting của mình ạ, đây. À cái menu của mình đây. Cái khác nó có mấy cái menu nhỏ này. À tuy nhiên là nó chưa giống, chưa đúng với cái menu mà thẳng đứng các bạn nhìn thấy. Rồi muốn sâu nó thẳng đứng nhìn thấy thì ở chỗ này các bạn đặt cái này cho cô nè. Cái chỗ này nè. Tool này nè. Show in nè. Navigation view. Thấy chưa? Tool. Tool. Show in. Tool 2.show in bằng navigation shift gạch view. Rồi các bạn nhìn sang cái split, nhìn sang nó khác liền thấy không ạ? Nhìn sang nó đổi chưa? Đúng không? Được chưa? Nếu không có anh này thì nó sẽ nhảy cái menu bên này. Bây giờ nhảy nó sẽ nhảy sang bên này. Thấy khác chưa? Không. Gõ đi. Show in. Chữ in viết y viết hoa. Được chưa? Gõ tool này. Đây gõ tool này nó nhắc nè. Xóa anh này đi nhá. Em gõ chữ tool này. Nó nhắc nè. Được chưa? Rồi, vậy là mình tạo ra được cái menu. Các bạn muốn tạo group, muốn tạo gì các bạn cứ tạo, được chưa? Rồi, mình vừa tạo xong một cái menu, bây giờ mình cần tạo một cái header nữa. Cái header thì nằm ở layout nha các bạn. Cái header thì nằm ở layout. New một cái layout resource file. Đặt tên là header menu. Đây được chưa? Chỗ này được chưa? Show in nè, tool 2 chấm, tool của chữ S 2 chấm show in. Navigation view. Được chưa? Hôm nay bảo đi học để chấm điểm mà vẫn không đi. À, các bạn hay thật đấy nhỉ. Rồi tiếp nào. Cái này thì cô sẽ tạo một cô sẽ tạo cái này là linear layout. Được chưa? Orientation để vertical. Rồi. Bây giờ chỗ này là cái logo này này các bạn, cô muốn để là luật các bạn để cái hình tròn ở đây này. Đúng không? Cái hình tròn ở đây. À circle và chữ. Thì ở đây các bạn để card view làm hình tròn thôi. Cái card view. Được chưa? Width ví dụ như 150 dp hay 150 dp. Đúng không? Rồi. Các bạn để corner đúng không? Là bo góc đúng không ạ? Corner, các corner radius là bằng 150, 100 chiều cao, chiều rộng thì nó bo góc là mấy? 175 hả? 75 hả? 75 dp hả? Được không? Thì nó bo góc. Nó bóc 4 góc. Trong này các bạn để là image view đây đúng không? Image view. Đúng rồi. Đúng rồi. Được chưa? Rồi các bạn để cái gì đây ạ? Để cái hình. Hình có hình nào ạ? Hình có hình gì ạ? Không có hình gì đúng không? Tôi lên mạng tôi search cái hình. Hả?
thiếu. Không biết thôi. Chẳng biết mai như thế nào. Nhưng mà những cái sao đây là cái ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Đây lấy cái hình này đi ha. Lấy cái hình này thả vô đấy. Đấy. Rồi draw. Rồi refactor rồi. Úi giời ơi. Hình này bị lỗi nè. Đổi lại nè. Refactor ra nhé các bạn. Logo nha. Avatar. Đó. Đổi cái hình thành chữ avatar, nó không chữa chữ nha. Rồi. À không chữa số nhầm. Circle nha. Draw. Avatar. Ok chưa? Fit. Fit system true. Rồi xem nó ra không nhá. Split cái. Đó. Ủa khoan. Số nhỏ vậy. Rồi bó góc chưa? Bó rồi nhá. Được chưa? Rồi cho nó căn giữa. Thôi kệ nó đi. Được rồi. Ra cái hình rồi đúng không ạ? Sao nhìn nó nhỏ nhỉ? Rồi. Không không cần nhỏ. Phớt chú gì? Fit system. Nó fit vô cái layout của nó. Nó vừa, nó fit vừa cái layout của nó. Rồi 100-150 chắc được rồi đó nha. Rồi ok. Cô để cái margin. Cái này nhá, cô để cái margin nào. Margin top ở cỡ khoảng 30 dp. Đẩy nó xuống. Ok không ạ? Sao nhỏ xíu nhỉ? Rồi cái layout này cô để cái padding nè. Cái layout này cô để cái padding 10. Padding là 10 à, 8 dp đi ha. Để nó đẩy vô cái padding rồi. Xong đó ngoài cái card này cô sẽ để một cái gì ạ? Cô để cái chữ text view. Wrap content. Chiều cao là wrap content luôn. Ở đây cô để là text là gì ạ? Trần Thị Hương đúng không? Được chưa? Sao chữ nhỏ nhỉ? Color. Text color. Text size. Text size là để khoảng 18 dp. Cho chữ nó bừ lên. Ủa sao không bừ được miếng nào trời? SPDP gì cũng được. SP cũng được, DP cũng được. Rồi. Rồi các bạn để là, để cái này background đi ha. Cái này cô để là hay là để wrap content nè. Đó, để cái background đây các bạn nhìn nè, background. Để cái Android color blue blue green light green green light đi ha. Úi giời ơi, xanh lè xanh lét. Rồi chữ text style để bold. Đấy, text color để thăng 1 2 3 4 5 6 màu trắng. Được chưa? Rồi, copy anh này. Ctrl C, Ctrl V. Cái này thay bằng ví như là Hương TT43 móc fe.edu.vn như thế. Cái này thay vì 16 thì để 12 thôi. 14 nhỏ xíu. Ok. Khỏi bâu. Đấy, như vậy. Ok chưa? Đấy, cô vừa tạo cái header. Các bạn thấy không ạ? Vừa tạo một cái header. Đơn giản vậy thôi. Đấy, thì bố cục mấy cái này thôi đâu có gì đâu. Mấy cái card view về mấy cái thôi đâu có gì đâu. Đấy.
cái gì không được. Hả? Đấy, này, test layout ổn không? Test layout đấy. Test validation ổn chưa? Thế thôi. Các bạn thấy chạy nó ổn là được, không có bị số lệch các thứ là ok ha. Rồi. Rồi, bây giờ mình qua cái code nha. Xong code này rồi, mình qua cái main nè. Ở đây mình thiếu một cái menu nè. Mình add cái head layout. Đưa cái layout vào. Layout header menu. Rồi mình add tiếp cái menu vào. Cái này mình để là menu, menu row vào là xong. Là mình xong cái phần layout nhá. Mình xong cái phần layout. Ok. Bây giờ nhiệm vụ của mình là nạp cái layout này vào trong main activity. Tất cả những thứ ở trong này cô xóa hết nha. Tất cả trong cái thứ trong này cô xóa sạch này, các bạn nhìn cho dễ nè. Ok, cô chưa làm gì cả. Cái đao để cho vui á, cái đao cũng không làm đâu, trong này không làm luôn. Quay vào chỗ nào? Header menu. Activity HTML. Đấy. Cái này thôi. Đó. Nhỏ thì các bạn nhìn không được. Đấy. Một cái là row layout này. Một cái relative layout thì nó chứa một cái toolbar này. Nó chứa một cái frame layout này. Và chứa một cái nữa là frame layout rồi. Ok, tạm dừng xíu. Rồi, bây giờ mình gắn, bây giờ mình gắn cái menu vào ha. Bây giờ mình gắn layout vào nè, tức là các bạn có cái toolbar vào trước nè. Có một điểm cực kỳ lưu ý với cô là như này. Các bạn có cái toolbar, muốn dùng được toolbar thì ở đây các bạn vào, các bạn phải bỏ cái toolbar, cái action bar gốc của nó đi. Cái action bar này nè, các bạn sẽ phải chọn cái theme là no action bar. Đấy, no action bar cho cô nhá. Được chưa? Rồi. Thì các bạn mới add được toolbar, tại vì nó cái action bar nó chiếm chỗ của cái toolbar rồi. Nếu mà bỏ. Rồi tiếp. Rồi, bây giờ các bạn khai báo toolbar vào đây. Toolbar. Khai báo tiếp cái draw navigation. Draw layout. Rồi, khai báo tiếp cái menu cho cô, cái menu này nè. Cái menu này nè. Navigation view vào nhá. Yeah. Navigation view. Đó, rồi nhớ file view by đi cho cô nha. Toolbar. File view by đi. r.id.tool. Toolbar hàng. Rồi. Cái này là draw layout. Draw layout, cái này là navigation view. Cái này là navigation view. Ok. Xong chưa? Rồi, có một cái frame layout nữa. Thì chưa, thì mình làm chưa tới cho nên là mình chưa có dùng. Thì mình sẽ làm sau với cái anh này, mình cũng chưa làm tới, mình sẽ làm sau. Nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ khai báo với anh này. Rồi. Tiếp tục, bây giờ các bạn set cái gì đây ạ? Đây. Bây giờ các bạn set cái anh này vào cho cô nè. Đâu rồi? Đây, set cái anh này vào. Set cái toolbar vào. Là set support action bar bằng toolbar. Đấy, cái này là set toolbar nha. Set support action bar.
đưa cái toolbar vào. Rồi sau để các bạn mới add cái này ạ, get support action bar, get support action bar, rồi chấm cái set display home enable để true. Đấy là xong được cái toolbar. Cái này là set toolbar ha. Đó là xong cái toolbar. Rồi tiếp tục nào, tiếp tục nè, mình set up cái toggle draw toggle, tức là toggle là bật tắt, bật tắt tức là đóng mở á, click thì nó hiện, click ra thì nó lại ẩn, thì cái đấy nó gọi là toggle, đúng không ạ? Đây gọi là action bar draw toggle, action bar draw toggle, draw toggle gắn bằng new action bar draw toggle. Rồi đối số nè, đối số của nó đầu tiên đó là anh main, cái context á là main activity chấm div chưa. Đối số thứ hai của nó là draw layout, đối số thứ ba là cái toolbar, add vào toolbar. Rồi đối số thứ tư, thứ năm của nó là error string open và close. Cái này là hạ cái chuỗi. Một là các bạn khai báo ở trong trong này. Đây. Vào cái string này các bạn ạ, vào value string. Khai báo cho cô hai cái là string name bằng open, đóng lại để open. Đó. Khai báo hai cái này vào cho cô, string name bằng close. Rồi đóng lại là close. Rồi vào cái value xong add chọn string, rồi thêm cái này vào. Cái này là các cái hàng chuỗi khai báo chuỗi sẵn, cái chuỗi ở trong cái file này. Rồi các bạn có màu sắc có thể khai báo sẵn màu sắc ở đây, đúng không ạ? Đấy, nếu không khai màu sắc thì các bạn có thể là để cái mã, đúng không? Ok chưa? Rồi, bây giờ sang đây mình sẽ có đối số thứ hai là error.string .open và error.string .close. Thêm hai cái này vào. Đó là mình xong được cái phần toggle. Ok. Rồi. Ok chưa? Rồi tiếp nha. Tiếp nè. Sau khi xong cái phần toggle này các bạn mới set nè. Draw toggle set indicator enable vào, ba cái kẹo gõ ba dòng này vào. Đúng không ạ? Draw toggle chấm set indicate enable gắn bằng true. Rồi cái scene state draw toggle chấm scene state đồng bộ, đúng không? Rồi draw layout mới add draw listener, draw layout add draw listener, đưa cái toggle vào. Đấy. Ok. Bản thân cái này chạy được rồi đấy các bạn. Chạy được rồi đấy, là nó add vào rồi đấy. Được chưa? Giờ mình chạy thử nhá. Để xem nó add vào chưa. Nó hơi lằng nhằng xíu đúng không? Còn để lên chứ add icon đấy, add thêm một cái icon là nó mất thời gian lắm. Mình chèn vô, mình đưa một fragment, nó là một cái fragment, hiểu không? Nó là fragment đấy, mà không dùng list view nha, dùng cái recycle view. Thì viết ở trong hết. Tiếp từ từ. Hương tt@gmail.com. Rồi cái này các bạn để 123 rồi ok login. Rồi nha, nhìn nè. Cô bấm nè. Mở ra chưa? Rồi tắt nè. Được chưa? Được chưa? Rồi các bạn có thể bỏ title này. Đấy, bỏ xong, được chưa?
cái icon này nó xét cái này nè, đổi ba gạch phải thay cái icon, nhưng mà cực lắm, nó phải phải xét lại icon, tại vì cái toolbar này được phép xét icon trên toolbar luôn, xét được icon trên toolbar luôn, được chưa? Còn cái này anh này anh tự có, các bạn thêm anh này vào nó tự có, ok. Hả? Inmobile đúng rồi. Được chưa? Được chưa? Ra chưa? Hả? Cái gì? À cái Tongo là cái bật tắt khi nãy á. Hiểu không? Cái Tongo là cái mà các bạn bấm bật tắt khi nãy á. Cái nào? À cái này á hả? À set Tongo indicator. Tức là indicator tức là không sâu. Sâu là cái này là cái đồng bộ cái trạng thái của nó này, còn cái này là nó cho phép, tức là cái này là tạo cái Tongo, còn cái này là cho phép cái tức là xác định enable lên cái cho phép mình true hoặc false, tức là cho phép bật hay tắt đó. Hiểu không? Sâu lên đúng không? Đâu rồi nhỉ? Cái ở đấy. Đấy. Thì tắt mở này là nó có thuộc tính của nó thôi. Được chưa? Ok. Xong chưa? Được không? Dạ. Yeah. Thầy cho cái background cái nó khác không? Nhìn nhìn nó thấy nó sinh động hẳn đúng không? Đấy. Kê túi. Chạy lên nó bừa nhờ, trong cái số này xíu chạy lên nó bừa rồi bự. Rồi ok. Thì đó là các bạn xong cái sâu lên thôi. Bây giờ các bạn còn một phần nữa, khi click chuột vào đây này. Nó làm gì đó. Hiểu không? Nó bật ra cái danh sách sản phẩm. Nó về trang chủ hay là nó làm vào một cái trang nào đó, setting hoặc cái gì đó. Đúng ạ. À, thì cái đó các bạn sử dụng cái này. Các bạn sử dụng cái ánh này, Navigation View. Navigation View các bạn mới set Navigation New Navigation. Được chưa? Set Navigation Item Select Listener. Nghĩa là mỗi lần tôi select cái gì đó chọn thì nó trả về một cái item này, thì có trả về item thì tôi lấy được cái ID của nó, vậy thì tôi sẽ lấy là integer ID của item sẽ bằng item chấm get item ID, thì tôi so sánh nếu nó là cái home, nếu là cô chọn là cái home thì bằng cái home thì tôi làm việc gì đó, nếu tôi chọn là cái sản phẩm thì nó làm một cái việc gì đó, hiểu không ạ? Vậy thì muốn biết được home hay sản phẩm thì tôi phải so sánh, vậy thì tôi dùng switch key ID, nếu cái ID này mà bằng case bằng cái r.id.menu home, nếu nó bằng menu home thì tôi sẽ toss ra một cái thông báo, toss trước nha. Main activity chấm cái này nhá. Bạn đang ở main. Đúng không? Đấy, rồi break cái nha, nhớ là đừng quên break. Rồi, nếu như case copy nha. Mình có 5 cái layout thì mình sẽ có 5 cái case, 2, 1, 2, 3, 4, 5 cái case. Có một default nhưng mà thực ra là cái default
Đấy, break luôn, đi phố tôi không làm gì á. Rồi, cái này menu sản phẩm nè, product nè. Rồi, menu là setting nè. Menu là bookmark nè. Và menu logout nè. Được chưa? Nếu là product thì tôi để cái chữ product. Sản phẩm. Rồi anh này là nếu để setting là cài đặt. Nó chậm, nó ở menu em, chắc không? Cái này là bookmark. Cuối cùng logout nhá, logout thì tôi không tốt gì hết trơn. Tôi sẽ hỏi là bạn chắc chắn thoát hay không? Hiểu không? Đấy. Thì bạn chắc chắn thoát hay không thì tôi sẽ nói sau ha. Chỗ này tôi sẽ nhảy tới cái gì ạ? Nhảy tới trang. Trang lúc à, đăng nhập đúng không? Tôi sẽ đi miss dit main chấm finish là finish. Tôi đã tắt luôn. Tắt luôn. Rồi chạy nhé. Rồi đăng nhập nè. Đây như là Hương TT. Cô đang ở cái này, cô nhảy sang main. Thì có phải cái này là trang chính và main là trang con của nó. Đăng nhập thành công đúng không? Main là trang con của nó. Bây giờ cô log out, cô chỉ cần finish nó thôi là nó ra về cái trang kia. Nó đóng cái trang main thì nó sẽ mở ra trang đăng nhập. Ok không ạ? Rồi tôi đăng nhập lại nhé. Rồi tôi bấm nè. Trang chủ. Nó bảo là bạn đang ở main. Cô bấm vào sản phẩm, nó ra sản phẩm. Cô bấm vào dấu trang, nó bảo là bookmark. Cô bấm vào cài đặt, nó ra là cập nhật. Đúng không? Bấm đăng xuất, nó out ra ngoài. Ok chưa? Chuẩn chưa? Rồi xong nha. Chờ xíu. Còn buổi sau mình sẽ làm cái phần kia nha.